Kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Nhân dịp năm mới, chúc quý khách một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều tài lộc, an khang thịnh vượng. Chúng ta đang đi qua khu vực chợ Tân Hương, nơi đây có một căn nhà em muốn giới thiệu với quý vị. Và đây là căn nhà em đã kể ở trên. Căn nhà có diện tích là ngang 4 và 18m² vắng. Kết cấu là 1 trệt, 3 lầu, sân thượng. Giá bán là 14,5 tỷ, còn thương lượng. Căn nhà cách chợ Tân Hương khoảng 50m. Kế bên nhà thờ Tân Hương, xe cộ qua lại cực kỳ đông đúc, buôn bán kinh doanh nhộn nhịp. Đối diện là ngân hàng Vietinbank và nhà sách Nhân Văn. Đường rộng 20m, đủ lộ giới, vỉa hè rộng rãi. Nhà còn rất mới, mua sử dụng ngay. Quý vị quan tâm đến căn nhà này xin liên hệ em theo số điện thoại 0908 276 630. Hãy bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.